The government, the police, the court, the judge, they think they have a case. We all know that Vite is not easy to understand. I give you time to translate and then I will go on. Ok. Theo những cái thông tin mà ảnh được biết cho tới bây giờ á thì mọi người vẫn vẫn thật sự không chưa biết được chính xác là vì sao họ lại bị tố cáo. Tức là cái gốc gác của cái sự vụ này là như thế nào thì họ vẫn chưa thật sự biết được rõ ràng cái nguồn cơn của sự vụ đó ha. Tuy nhiên á, chính phủ Bỉ nè, cũng giống như là cảnh sát và các quan tòa á, thì cho rằng là họ đã nhận được một cái hồ sơ vụ án, thành ra là họ đang xem xét cái sự vụ này. Thực tế nó là như vậy ha, thành ra chúng ta vẫn đang chờ đợi sự việc đang diễn ra như thế nào. Ok Raymond. Okay, so we all know the first time that you hear about Vite, you don't understand the power of Vite. You don't understand what Vite really is all about. And you don't understand how it works. Một điều rõ ràng là không dễ dàng mà hiểu được vi thầy. Chúng ta biết rõ điều đó rồi. Chúng ta khó mà hiểu được rằng vi thầy là như thế nào nè. Chúng ta khó mà hiểu được là vi thầy hoạt động như thế nào. Cái điều đó không không có dễ dàng để hiểu, cho nên là để chứng minh được tất cả về vi thầy, nó cần là một hành trình. Nó sẽ là một cái hành trình, đòi hỏi một hành trình. So when you start to use Vite, and when you start to work with Vite, and when you start to talk about Vite, the more you are busy with Vite, with using Vite, talking about Vite, the more you hear about Vite, the more you start to understand. But it takes time to understand it truly and completely, because it's a unique system. It was never here on this world before. Ok. Chúng ta càng sử dụng Vi Thay nè, càng làm việc với Vi Thay nè, và càng nói nhiều về Vi Thay, càng tìm hiểu về Vi Thay, thì chúng ta càng thấy rằng là Vi Thay là một hệ thống độc nhất vô nhị, chưa từng có trên thế giới này. So we need to continue to show our support to Vite AG. So we need to show the judge, the police, that they are wrong. They think they found a huge Ponzi scheme. Vite is not a Ponzi scheme. There is not one Ponzi scheme in the world that exists where people can start without paying any cents. With Vite, you can start for free. Thank you, Raymer. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải tiếp tục thể hiện cái sự hỗ trợ của chúng ta dành cho Vitae để chúng ta có thể chứng tỏ được với các quan tòa rằng Vitae là một hệ thống đặc biệt. Vitae không phải là một cái hệ thống mà kim tự tháp, hay là lấy người sau nuôi nuôi người trước, hay là Vitae không phải là một cái hệ thống lừa đảo, mà Vitae là một hệ thống cực kỳ đặc biệt, rất là đặc biệt. Và Okay. let me continue one part. Let me tell them Yeah, one yeah. important detail. Và với một Okay. cái đặc điểm rằng người tham gia có thể tham gia Vitae miễn phí, thì không thể nào nói rằng Vitae là một hệ thống lừa đảo được. Điều này là một điều rất là quan trọng. Okay. So the court, they think they found a scam. They found a Ponzi system, a pyramid system. In a real pyramid system, the people on the top are the people who make the most money. So, for example, I started before all Vietnam with Vite. I will not make more money than the people who will bring in the most people. So, when Vietnam brings in more people than me, I make lesser money than Vietnam.
So this is not a pyramid system. Mm-hmm. This is not a Ponzi. This is not a scam. Mm-hmm. Right, you're right. Right, thank you. Tòa án Mỹ nghĩ rằng là họ phát hiện ra một cái hệ thống lừa đảo, một cái hệ thống làm việc theo cái chế độ kim tự tháp á, tức là người sau nuôi người trước và cái người nào mà ở đỉnh tháp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những người sau. Nhưng thực tế mọi người biết rồi, thực tế không phải là như vậy. Ví dụ như chính anh, bản thân anh Raymer ở đây ha, anh tham gia trước chúng ta, anh tham gia từ lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu anh không đưa vào hệ thống được nhiều người như là những người sau, ví dụ như những người các bạn ở Việt Nam đây, các bạn vào sau ảnh rất là lâu đó. Nhưng mà nếu chúng ta giới thiệu được nhiều nhiều người vào hệ thống thì rõ ràng là chúng ta vẫn kiếm được nhiều tiền hơn ảnh. Và ảnh không, 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 nếu anh không hoạt động, anh không làm việc thì cho dù ảnh ở trên đỉnh tháp hoặc là gần đỉnh tháp, anh cũng không thể kiếm được nhiều tiền như những người ở dưới đâu. Cho nên rằng nếu nói rằng đây là một cái hệ thống lừa đảo để cho những người ở trên có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người dưới, lấy tiền từ những người dưới, thì cái điều đó là hoàn toàn sai. Đây không phải là một hệ thống, một cơ chế lừa đảo, đây không phải là một cơ chế hoạt động theo hệ thống kim tự tháp, không phải là lấy người sau nuôi người trước. Cho nên là chúng ta cần phải làm sao chứng minh được cái điều đó cho quan tòa biết, cho tòa án biết, để chúng ta chứng minh được sự trong sạch cho vị thầy. Okay, so and they also don't understand that Vite is a social media platform with freedom of speech, and that is separate from the Vite token. Actually, the Vite token is just a utility token, and Vite is not an investment platform. They don't understand that on social media today, there is no free social media. Social media for free, it's a lie. Because you exchange your data, you exchange your privacy to be able to use all these big social media platforms. Okay, yeah. Đồng thời, chính phủ Mỹ và tòa án cũng không hiểu được rằng Vite là một mạng xã hội bảo đảm và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người tham gia. Vite không phải là một nền tảng mà ở đó người ta đầu tư tài chính, ha, đâu phải là một cái kênh đầu tư tài chính. Cái thực tế rằng là trên thế giới này, nếu mà nói rằng là các mạng xã hội đều là miễn phí, cái điều đó là một cái sự lừa dối đó. Bởi vì chúng ta tham gia thực sự không có miễn phí đâu, mà chúng ta phải đánh đổi lấy cái tự do cá nhân của chúng ta, cái thông tin cá nhân của chúng ta để họ sử dụng và họ thu được những cái lợi ích của họ. Đây là những điều mà người ta không hiểu được, người ta không biết được. Và đây là một cái sự lừa dối lớn của thế giới này. Ha. Và Vite, mạng xã hội của Vite hoàn toàn độc lập với đồng Vite. Hai cái mạng đó hoạt động khác nhau và Vite tập trung vào mạng xã hội, thì chúng ta phải làm rõ cái điều đó để cho chính phủ Mỹ hiểu, để cho tòa án hiểu được cái điều đó, thấy được cái điều đó, và bản thân chúng ta cũng phải hiểu rõ được cái điều này. Okay. And now the Belgian government, the court, the judge, the police, they're saying that hundreds and thousands of people have lost their money because of a fraud, because of a Ponzi scheme, because of people who try to abuse other people, their trust. But this is not the reality. This is not the truth. The truth is that many people lost their money now, or if they will not come back online, will lose their money because of the courts, because of the police, because of the Belgian government. They try to steal our money. They try to steal our job. They try to steal our hope. You're wonderful, Raymer. You raise a wonderful point. Thank you. Chính phủ Bỉ, tòa án, cảnh sát và các quan tòa nói rằng là hiện tại đã có hàng trăm người bị mất tiền vì Vite.
Nhưng mà thực sự đây không phải là thực tế, chúng ta thấy rõ cái điều đó rồi ha. Họ nói rằng là hàng trăm người mất tiền vì VPT nè, hàng trăm người bị lừa đảo nè, hàng trăm người bị lợi dụng nè, để đi vào một cái hệ thống lừa đảo, hệ thống kim tự tháp nè. Nhưng rõ ràng thực tế đâu phải như vậy đâu. Và thực tế nó lại là ngược lại. Thực tế lại cho thấy rằng là chính phủ Mỹ nè, tòa án nè, cảnh sát nè, các luật sư nè, các cơ quan tòa nè, họ lại đang làm chúng ta bị mất tiền. Họ lại đang lấy đi cái cơ hội công việc của chúng ta, họ lại đang lấy đi thời gian của chúng ta chỉ vì là họ cho rằng chúng ta bị lôi kéo vào một cái vụ lừa đảo. Đó là đó, cái điều đó không có đúng đó. Chúng ta phải chứng minh được cái sự trong sạch đó. Okay. So we need to continue. We need to show them that they are wrong. We need to show them that we are all behind Vite and that we want our social media platform back online. And we want to bring global prosperity in this world. Thank you. Yeah. Vì vậy mà chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực làm việc cùng nhau để chứng minh rằng họ đã sai rồi. Và chúng ta phải thể hiện mạnh mẽ rằng chúng ta luôn đứng đằng sau VT, bảo vệ, ủng hộ VT. Và chúng ta mong muốn mang được VT trở lại để chúng ta có thể hoạt động được trở lại bình thường. Rima? Okay. Yeah, I think I told the most important things. I don't know if there are more people from Europe, from other countries now on the Zoom. So if there's anybody else who wants to say something, just be my guest, please. Thank you, Raymer. Anh nói rằng anh vừa chia sẻ với chúng ta những điều mà anh cho rằng là rất là quan trọng, ha, quan trọng nhất rồi đó. Và hiện tại thì có nhiều thành viên khác từ các nước châu Âu cũng đang tham gia cái cuộc Zoom này với chúng ta. Cho nên là ảnh mời các thành viên khác, nếu ai có ý kiến gì muốn chia sẻ thì xin hãy lên tiếng và hãy cùng với ảnh chia sẻ trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thank you, Rina. Maybe Prashant wants to share something, I don't know. Prashant, are you here? Anh hỏi rằng là Prashant có muốn chia sẻ gì không? Anh Prashant từ Ấn Độ đó. Có lẽ Prashant cũng có lời muốn nói đó. Thank you so much, Rima. You are explaining very deep point and very important point for everyone. Thank you so much. Yeah. And good afternoon, good evening, Vietnam. How are you? How are you? Smile your face, huh? Guys, how's your energy and power? I saw in last 3 days, Vietnam is totally fired. Oh my God. 18,000 petition non-stop. Vietnam is the number one country in VT. That is very interesting. Thank you so much. I'm impressed for this. Thank you. Let me tell them. Anh Prashant nói rằng là anh Raymer vừa mới trình bày cho chúng ta những cái điểm rất là sâu sắc, rất là quan trọng về VT, ha. Và ảnh nói rằng là ảnh thật sự rất là ấn tượng về những gì anh đã thấy được qua sự tham gia, sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Ảnh nhìn thấy được năng lượng và gọi là cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Và Việt Nam là số một. Ảnh chưa bao giờ có thể nhìn thấy được một cộng đồng, một cái đội ngũ mà tuyệt vời như vậy, tuyệt vời như vậy. Thật sự là ảnh quá là ấn tượng, quá là đặc biệt. Việt Nam quá là đặc biệt. Ha, cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. And guys, today I talk with Tony. Tony, I am coming this year in around one for 1 or 2 weeks in Vietnam in month of November. And we rock. In November? Yes, I'm coming in Vietnam in November. Oh, wonderful. Let me tell them. Anh Prashant nói rằng là anh đang lên kế hoạch, ảnh có bàn với lại Tony rồi đó. Ảnh đang có kế hoạch là anh sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 11 này, có thể là 1-2 tuần gì đó. And guys, I'm not talking too much today, but I tell you very important thing. Before this call, me and Raymer we talk, and Raymer asked me one question, Prashant. How long time you took to understand the VT? Yeah. This is a very important
question ha. Huh? Let me translate this to everybody. Anh Prasha nói rằng là ngày hôm nay anh không có nói nhiều đâu. Tuy nhiên là anh có một cái câu hỏi đặt ra cho mọi người, đó là mọi người nghĩ rằng là mọi người phải mất bao nhiêu thời gian để có thể hiểu được vị thầy? And I'm saying I'm running a 78 Zoom call. It's different language, but believe me, I'm understand only 2% because of trust, because of belief. And first company in my life, before knowledge, I start earning money. Prasha, you said again about money. What did you say about money? It means that you earn money from other systems? As a reward. As a reward. I start earning the reward before we have a knowledge. I see your point. Mm-hmm. Anh nói rằng là khi mà anh tham gia VT đó, anh tham gia rất là nhiều những cái cuộc nói chuyện ở trên Zoom. Nhiều lắm đó. Có thể là lên tới là con số là 70 cuộc đó. Thì anh chưa chắc anh đã hiểu được hết. Và anh đến với VT chỉ bằng cái niềm tin của anh thôi. Và anh nhận thấy rằng là thực ra anh kiếm được tiền từ VT còn trước cả khi anh hiểu được về VT. And guys, ask yourself, if you want to become a doctor, you need 5-year education. If you want to become a teacher, you need around 3 to 4 years strong education. If you need to become an army man, police officer, you need to become a 3 to 4 year trainings. But in VT, man did think about the common people everyone can do easily. That is quality. Yeah, that's a beautiful point about VT. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy thử nghĩ xem. Nếu mà chúng ta muốn làm bác sĩ á, thì chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để học hành, để mà thực tập nè. Ít nhất là 5 năm. Nếu chúng ta muốn làm một cái ngành nghề khác, giáo viên, cảnh sát nè, bất kỳ ngành nghề nào chúng ta cũng cần phải có một cái thời gian để mà chúng ta được đào tạo, ít nhất phải là vài năm. Đó. Nhưng mà VT thì sao? Khi mà Mandy nghĩ về VT, khi Mandy nghĩ ra VT, sáng tạo nên VT, thì Mandy nghĩ tới những người bình dân, những người bình thường, để ai cũng có thể tham gia được, ai cũng có thể được hưởng được lợi ích từ cái hệ thống này. Cho nên ảnh đã cố gắng hết sức để làm sao mà VT có thể đi đến được cái chỗ là càng đơn giản càng tốt, để cho bất kỳ ai cũng có thể hiểu được trong thời gian ngắn nhất. But the issue is, Mandy dream of the billions of people life he want to change, but he already changed more than 200,000 plus people life and thoughts and vision. That's why we are there. Yes, right. Và Mandy đã nghĩ đến rất là nhiều người trên thế giới này cần phải được giúp, được hỗ trợ để thay đổi cuộc đời. Anh nghĩ rất là lớn, anh nghĩ rất là xa, nghĩ đến hàng tỷ con người trên thế giới cơ. Và cho tới thời điểm này thì VT đã giúp được hơn 200,000 người thay đổi được bản thân họ, thay đổi được cuộc sống của họ đó. And I saw about your love, your energy, your power about the VT vision and Mandy guys. The only big problem is we have a small miscommunication about the understanding of vision of VT. Yes, right. Cho tới bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy được nguồn năng lượng mạnh mẽ nè, cái sức mạnh to lớn nè, tình yêu và cái tầm nhìn lớn lao của cộng đồng VT của chúng ta. Tuy nhiên, cái vấn đề chỉ nằm ở cái chỗ là làm sao có thể giúp cho người khác hiểu được đúng đắn về VT. Điều này mới là cái điều khó. Cái điều này mới chính là mấu chốt của vấn đề. But Mandy want to show everyone they want to change your class. And look the vision. Some people understand, but some people doesn't want to understand, but they try to understand. Yeah. Và Mandy đã rất là nỗ lực để làm sao có thể giúp được mọi người có được cái tầm nhìn thật là rộng lớn. Mở ra một cái con đường rất là đặc biệt để giúp cho mọi người thay đổi và mở rộng tầm nhìn của mình. Có những người đã hiểu và cũng có những người chưa hiểu và có những người chưa chịu hiểu. Nhưng mà dẫu sao thì người ta cũng đã bắt đầu hiểu.
And now, guys, I show you what Mandy want to show the people, what Mandy want to show the government, and what government see, and what some people are seeing. If you want to see this, press heart. I show you something big thing in screen. Okay. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người thấy cái điều mà Mandy muốn chúng ta nhìn thấy ha. Mandy đang rất là cố gắng để chứng minh cho chính phủ thấy cái tầm nhìn của vị thầy. Đó. Bây giờ ảnh sẽ trình bày một cái phần ở trên cái màn hình để chúng ta cùng theo dõi. Everyone press the heart on a screen like this. For Mandy, for which reason I show you something. Press heart. Mọi người có muốn nhìn thấy cái điều mà tôi muốn chia sẻ, tôi muốn được chia sẻ với mọi người không? Chia sẻ trái tim, đưa bấm hình trái tim lên trên màn hình để kích lệ ảnh nè, ha. Thả trái tim lên trên màn hình cho ảnh nè. Guys, are you ready to see the exactly problem behind Mandy vision and behind government or people vision? You want to see? Tôi nhìn thấy rất là rõ ràng cái vấn đề nằm ở chỗ nào ha, cái mấu chốt nằm ở cái tầm nhìn của VT và cái mà chính phủ đang nhìn thấy, cái mấu chốt nó nằm ở chỗ đó đó. Mọi người có muốn nhìn thấy cái điều đó không, để tôi chia sẻ với mọi người nha. Look carefully what I show you guys. Mọi người hãy nhìn cho kỹ cái mà tôi sắp sửa chia sẻ với mọi người đây nè. Mandy show the right side of tiger, but people look in left side. There is a small difference about the Mandy vision and people vision. Mọi người thấy á ha, cái hình bên trái đó, cái hình bên trái đó là cái tầm nhìn của mọi người đó, không phải là cái tầm nhìn của Mandy đâu ha. And we are not going to change the people vision when people realize his left side is a dog but it look like a tiger, but the real tiger is the Mandy. His vision is very big. Mọi người nhìn bên trái đi, mọi người nhìn á, thấy là cái gì? Cái đó không phải là con sư tử đâu nha, đó là một con chó đó. Nhìn là con chó đó chứ không phải là con sư tử đâu. Nhưng mà thực chất á, mình mới nhìn qua thì mình tưởng nó là một con sư tử. Thì đó chính là cái tầm nhìn, cái thấy, cái nhìn mà người ta đang nhìn vào VT đó, cũng giống như nhiều người hiện nay á đã tham gia rồi nhưng mà vẫn nhìn sai về VT ha. Đó không phải là Mandy, đó không phải là tầm nhìn của Mandy. Tầm nhìn của Mandy là một con sư tử thật sự, con sư tử ở bên phải á, như chúng ta nhìn thấy đó. You wonderful, Brandon. Wonderful. There is a small problem I show you guys. If you seen tiger in your life, then you recognize who is the original tiger. But if you never seen tiger in your life, believe me, then people put the name of dog and they call it tiger. Come on, tiger. Then tiger came to shake tail and he's just licking your hand and these things. I see. You raise a very, very, very good point, Prashant. Anh nói như thế này nè, người nào mà chưa từng nhìn thấy một con sư tử thật sự á, anh chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi ha, người nào mà chưa từng nhìn thấy một con sư tử thật sự thì làm sao biết được một con sư tử thật sự nó sẽ như thế nào. Cho nên là nghe người ta mô tả cái con sư tử là như vậy đó, rồi cái thấy một cái con chó nào đó nó nhìn có vẻ giống như con sư tử, người ta gọi con chó đó là con sư tử, nhưng thực sự đâu có phải như vậy đâu. Người ta không biết được cái sự thật, người ta không nhìn thấy được cái sự thật, cho nên người ta gọi sai cái bản chất. And VT is a unique best platform in this world, first and last platform nobody seen before. That's why 23,000 people understand who is the real lion that put the petition like the fire. But some people are confused like government. They can't believe it's real tiger or what. But they believe something. Yeah. Và nền tảng mạng xã hội VT, đó là một cái mạng xã hội độc nhất vô nhị chưa từng có trên thế giới này. Nhưng mà mấy người hiểu được cái điều đó. Thực ra thì đã có lẽ là đã có hơn 200.000 người hiểu được rồi đó. Chúng ta đã hiểu được, nhưng mà chính phủ Mỹ chưa hiểu được và nhiều người khác nữa vẫn chưa hiểu được. Cho nên là họ cứ nhìn con chó rồi nói là con sư tử, hoặc là nhìn thấy con sư tử mà không biết rằng đó là con sư tử. And this is not a people problem because they can't see the vision, they can't see the future of Mandy, what Mandy is thinking. Who realize the vision of VT? We realize with strong petition we hit 30K this 2 days we hit anyhow. Cho nên cái vấn đề nằm ở cái tầm nhìn đó. Vấn đề là nằm ở cái tầm nhìn của chúng ta đó. Tầm nhìn của chúng ta ở đâu? Chúng ta có thể nhìn thấy được tầm nhìn của
của Mandy hay không? Chúng ta có thể thấy được cái mà Mandy nhìn thấy hay không? Cho nên á, khi mà chúng ta đã tham gia, khi mà chúng ta đã ở được cái chỗ này rồi, thì chúng ta hãy hiểu thật sự, hiểu đúng đắn về VTA, có được cái tầm nhìn đúng đắn về VTA, và chúng ta hãy chứng tỏ được cái sức mạnh của chúng ta, cái sự hiểu biết đúng đắn của chúng ta. Chúng ta hãy chứng tỏ được cái năng lượng của chúng ta, và chúng ta chứng tỏ được cái sự đoàn kết mạnh mẽ của chúng ta. And we need to show our belief, we need to show our vision, and we have only strong weapon that is called our video and petition. That's it, guys. Okay. Anh Prashant kêu gọi tất cả mọi người rằng chúng ta hãy thể hiện được cái niềm tin của chúng ta nè. Chúng ta hãy chứng minh được cái sức mạnh to lớn của tập thể, của cộng đồng chúng ta. Hãy chứng minh được cái sự đoàn kết của gia đình VTA chúng ta. And if people ask you my belief level, my trust level, I just tell you one thing. Just cut my veins, you get the green blood. That is called a VTA. That is called my vision. We love you, Prashant. We love you. Thank you for sharing. Anh Prashant, anh nói như thế này nè. Anh nói, nếu mà ai đó hỏi ảnh á, ảnh tin VTA đến mức nào? Ảnh yêu mến VTA đến mức nào á? Thì anh nói như thế này nè. Cái mạch máu của ảnh á, bây giờ mình nếu mà cắt cái mạch máu của ảnh ra đó, thì sẽ thấy máu xanh chảy. Cái dòng máu của VTA chảy trong huyết quản của ảnh. Ảnh là VTA đó. Yes. Thank you, Prasha. Thank you so much, Vietnam. You are amazing. Thank you. Thank you so much, all leaders, and thank you so much. You're not a leader, you're a warrior. Thank you so much, all warrior. It's just a beginning, I believe. And we rock, huh? Thank you so much. Everyone put the heart again for our vision, our Mandy, and for you guys. Love you, take care. Tracy, Inger also wants to say something, if it's possible. Let me conclude. Let me translate what Prashant just said, and then I will give the floor to Inger. Anh Prashant gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những chiến binh vì thầy, và anh kêu gọi mọi người hãy cùng thể hiện niềm tin vì thầy, hãy cùng thể hiện sức mạnh của vì thầy cùng nhau. Anh yêu mến tất cả mọi người, và Tracy cũng vừa mới nói với ảnh rằng chúng ta cũng yêu mến ảnh rất là nhiều. Thank you, Prashant. Thank you, everybody. Okay, Inga, we would like to hear from you. Thank you, Rayma. Thank you. Hello. Hello, Tracy. First of all, you doing the translation. This is very good of you because we don't speak Vietnamese. But I want to say huge, huge thank you from all of us who are pushing this campaign. For the contribution from the Vietnamese community. Thank you. Let me tell them. Thank you, the Vietnamese. I'll tell the Vietnamese people about this. Chị Inga vừa mới cảm ơn cộng đồng Việt Nam chúng ta, và chị cũng đặc biệt cảm ơn Tracy đã làm cái công tác trung gian để mà chuyển tải cái thông điệp từ các anh chị em quốc tế đến với cộng đồng Việt Nam, để kêu gọi cộng đồng Việt Nam chúng ta cùng tham gia vào chiến dịch này, một cái chiến dịch rất là đặc biệt và rất là đặc biệt, rất là mạnh mẽ. Yeah, Inga. Okay. I really don't want to say too much because we need to stick to the facts. Yeah. Okay. Basically, the trial, or the, it isn't even a trial yet, the hearing has been postponed until Tuesday. Mm-hmm. We don't know anything more than this, but what we do know as the VTA community, and we know this, is that this company is 100% legitimate, okay? Mm-hmm. So we must hold on to this for sure. And mm-hmm. I would just like to... You translate that. I would like to just ask people one question, but mm-hmm. after you, please. Okay. Chị Inga không có muốn nói nhiều lắm, ha. Bởi vì chúng ta cần phải bám vào cái thực tế, bám vào cái dữ kiện, những cái dữ kiện thực tế, ha. Thì hiện tại cái buổi điều trần đã được
hoãn lại cho tới tận ngày thứ ba mới tiếp tục. Cho tới thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa biết được nhiều, chưa biết được gì nhiều hết. Tuy nhiên, một điều mà chúng ta biết chắc chắn, một điều mà chúng ta biết rõ ràng, đó là Vitae là một công ty hợp pháp. Vitae có cơ sở, có tất cả mọi cơ sở cho các hoạt động của Vitae. Và chị Inga muốn hỏi mọi người một câu hỏi. Yeah, please. What is your question? Okay. We do not want to get sidetracked by all of this press and all of the negative things that people are saying about Vitae. We must know for sure that this is a legal company. So my question to community is, it's an equal opportunity. We have all been paid. There has been nobody that has not been paid. Now, logically, if Vitae was not a legal company, would we all still be here after 1 or 2 years supporting this company? Because we all need to earn money. I know the Indian community, the Vietnamese community, people have to think, if Vitae was not paying people, we would not be here. Yep. Yeah, right. Yeah. Let me translate this. Chúng ta không muốn bị lệch hướng. Chúng ta không muốn bị những cái gì mà báo chí hay là nhiều người khác họ đang nói về Vitae làm cho chúng ta có một cái nhìn lệch lạc về Vitae ha. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đi. Cộng đồng Ấn Độ nè, cộng đồng Việt Nam và nhiều cộng đồng khác trên thế giới nữa ha. Chúng ta đã tham gia Vitae được 1 năm, 2 năm, được nhiều thời gian rồi. Thế thì nếu Vitae không phải là một công ty hợp pháp, nếu mà chúng ta không kiếm được tiền từ Vitae, thì liệu rằng là sau 1-2 năm này chúng ta còn ở lại cùng Vitae cho tới thời điểm này không? Chúng ta còn hiện diện cùng nhau trong cái buổi gặp gỡ như thế này để chúng ta cùng bàn bạc cái cách thức để làm sao minh oan được cho Vitae hay không? Chúng ta có thể nào mà ngồi cùng nhau để thể hiện cái niềm tin và sức mạnh của chúng ta dành cho Vitae hay không? Đó, cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Ấn Độ, những cộng đồng rất là mạnh mẽ, rất là lớn, chúng ta đã làm được rất là nhiều. Yeah. Yeah, and just finally to finish, we just need to look at the situation, our opinion. Yeah. Okay, this is not fact. Our opinion is that we can look, because of what we know, we can look at this optimistically, because we know this is a legitimate business. So we have to let the process run its course. And this is why it's important, so important, that we support the petition, keep doing the videos, and we are the backup for the lawyers. Mm-hmm. Vitae has an amazing legal team, but Vitae also has a community, and that is us. And we need to stand behind our founders now. We need them to be free. We need to get the social media platform back online, mm-hmm. because we need us back. Yeah. Yeah. Và chúng ta hãy nhìn vào cái tình hình thực tế ha. Và đây là cái quan điểm của chúng ta ha, cái quan điểm riêng của chúng ta. Nãy giờ là chúng ta đang nói về cái dự kiện, cái thực tế ha. Thì cái lộ trình, cái tiến trình nó đang diễn ra thì nó phải diễn ra là như vậy. Thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chờ đợi thôi ha. Tất cả những cái sự vụ gì đang diễn ra thì chúng ta buộc lòng phải chờ đợi cho cái tiến trình nó diễn ra đúng với thực tế như vậy. Tuy nhiên, về cá nhân của chúng ta là những thành viên tham gia. Chúng ta biết rồi, công ty có hệ thống của công ty và chúng ta là những thành viên tham gia với tư cách là các thành viên. Thì chúng ta, cho tới thời điểm này, chúng ta đã nắm tay nhau, cùng nhau đứng đằng sau những người thành lập công ty, và chúng ta hãy tiếp tục ký đơn, chúng ta hãy tiếp tục làm các video để thể hiện niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Vitae. Bằng cách đó, chúng ta có thể hỗ trợ được hệ thống, các luật sư và những người đang làm việc cực lực để giải oan cho Vitae và gọi là giải cứu những nhà sáng lập của chúng ta đó, để làm sao chúng ta có thể chúng ta lấy lại được cái nền tảng mạng xã hội Vitae của chúng ta ha, để cho mạng xã hội hoạt động trở lại bình thường, và chúng ta có thể tham gia hỗ trợ được cho hệ thống
các luật sư, hệ thống VT để có thể phóng thích được, giúp mang lại tự do cho các nhà lãnh đạo của chúng ta, những người sáng lập VT, chúng ta có thể mang họ trở về. Yeah. Thank you Tracy, thank you Vietnam, thank you VT. Just thank one you. More please. Gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam. Chị Inger cảm ơn đến tất cả mọi người. Chị bày tỏ hết cả cái tấm lòng của chị ấy. Chúng ta có thể nhìn thấy được qua cái thể hiện của chị ấy. We see your love. Thank you, Inger. Thank you. Tracy, can you give the word to Eric Breland, please? He also wants to say Eric? Something. Eric, okay. And Eric cũng có lời muốn chia sẻ với chúng ta đó. Hello. Oh, yeah. Can you hear me? Yes, I can. Okay, I'm Eric from Brussels. What you said, Inger, is absolutely exact. The problem is that the investigators don't understand VITE. Yeah. And their big problem is that now they don't know how to get out of this mess that they have created themselves. Oh, yeah, it means that we help them to understand. We help them to understand VITE, and then we can get out of their mess. Yeah. Right. And together we can do it, right? Xin chào tất cả mọi người. Đây là Eric đến từ nước Bỉ. Và anh Eric chia sẻ với chúng ta rằng là những điều mà chị Yên trình bày á, và tất cả mọi người khác cũng đã trình bày đó, thì những điều đó hoàn toàn đúng ha. Hoàn toàn chính xác. Và những điều tra viên hiện nay mà họ đang điều tra cái sự vụ này á, thực sự cái vấn đề nằm ở chỗ là vì người ta chưa có thể hiểu nổi VITE, cho nên là người ta đang nhìn thấy đây là một cái đống mùi nhùi luôn, họ thấy họ lùng bùng luôn, họ không hiểu nổi VITE nữa. Cho nên là cái vấn đề là phải làm sao giúp được họ hiểu về VITE, nhìn thấy được một cái bức tranh rõ ràng, sáng tỏ về VITE, để mà họ có thể giải quyết được cái sự vụ nhanh chóng. Yeah. Yes. Stan at the beginning said that indeed it's complicated to understand. It takes time to understand how VITE works. Yeah. Prashant even said when you want to become a doctor or whatever profession, yeah, you have to study. And if you want to understand VITE, you have to study a lot too. Yes. But investigators, they start just to discover it. And it takes time for them to understand. Yeah. And it also means that we need to wait till they understand. Right, yeah. Right. And it requires our patience. Yes. Yeah. Như chúng ta đã có nghe anh Raymond nói hồi lúc đầu đó, là VITE thực sự cũng không phải là dễ hiểu ha. Và anh Prashant cũng có trình bày cho chúng ta, cũng có cho chúng ta thấy đó cái sự khác biệt giữa con chó với lại con sư tử. Nhưng mà nếu mà mình không biết rõ thì nhiều khi mình nhìn thấy con chó mình tưởng mình gọi nó là con sư tử, hoặc nhiều khi mình thấy con sư tử mình không biết nó là con sư tử luôn đó. Cái thực tế là như vậy, thành ra là các điều tra viên á, họ bị dính vào trong cái sự vụ này nè, nhưng mà khổ nổi họ không có thể nào mà hiểu một sớm một chiều mà họ hiểu ngay được về VITE. Cho nên là chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi tới cái lúc mà các điều tra viên họ có thể hiểu được về VITE để làm sáng tỏ về VITE. Yeah. So we here in Europe, we all admire, yeah, your dynamism in Vietnam, yeah, your actions with the petitions, with the videos. Yeah. But also the people from Asia, from Africa. Yeah. And I understand that you over there, you are disappointed because, yeah, we don't see the same action in Europe. Yeah. Anh nói rằng là cộng đồng châu Âu á, và cá nhân của ảnh á, ảnh thật sự rất là ngưỡng mộ, rất là khâm phục tất cả những gì mà cộng đồng Việt Nam chúng ta đã và đang làm được cho tới thời điểm này. Và anh cũng ngưỡng mộ những thể hiện từ cộng đồng Ấn Độ và châu Phi nữa. Thực sự là cái hành động của chúng ta nè, cái năng lượng của chúng ta đã thể hiện qua các video, qua sự việc của chúng ta tham gia
kêu gọi và ký đơn thỉnh nguyện, chúng ta thể hiện được cái tình yêu và niềm tin của chúng ta một cách rất rất là mạnh mẽ, đầy tràn đầy năng lượng. Ảnh thực sự là ảnh rất là ngưỡng mộ. Ảnh không có, tất cả đó là tất cả những gì mà ảnh nói đó. Và ảnh cũng hiểu rằng là chúng ta cũng có phần hơi thất vọng một tí xíu, bởi vì là chúng ta chưa nhìn thấy được những cái thể hiện mạnh mẽ từ cộng đồng châu Âu, giống như là những cộng đồng Việt Nam, cộng đồng châu Á, cộng đồng Ấn Độ, cộng đồng châu Phi chúng ta đang thể hiện. Maybe Inger wants to say something. She wants to say now something. I don't know. Okay. Có lẽ là Inger after. Sorry, with Vitai, there is always one more thing to say. Always, you know. I would just like to really emphasize that right now what we have is just the facts, okay? Yeah. We are all incredibly optimistic because yeah. We feel that this is very unjust and completely wrong. So the facts, but I assure you that when we have something that we can share with you, the community will be the first to know. Nobody's going to get secondhand news. We are going to share something, but it has to be concrete stuff, not just our opinion. But believe me, the wider community with Ite, we will be shouting it loud and clear. Believe me, you know, we appreciate you. And it's when it comes right, it's going to be amazing. Yeah. Yeah. Thank you, Inga. I'll raise this point to everyone. Chị Inga, chị nói rằng là luôn luôn chị luôn có những điều mà muốn bày tỏ thêm về VTA, không bao giờ cái dòng tư tưởng, cái dòng cảm xúc không bao giờ ngớt hết trơn á. Thì cái sự thật rõ ràng là cái vụ việc mà đang xảy ra đối với VTA á, điều đó rõ ràng là không rất là bất công rồi, hoàn toàn sai lầm. Những gì mà người ta đang nói, những gì người ta đang làm đối với VTA là hoàn toàn sai lầm rồi, hoàn toàn bất công rồi. Cho nên đó là chúng ta là những thành viên tham gia thì không phải chúng ta chỉ đơn giản là hô hào kêu gọi rồi thể hiện cái cảm xúc của chúng ta, mà chúng ta cần phải có những cái bằng chứng cụ thể ha, những cái thể hiện cụ thể để chứng minh được, để làm sáng tỏ được rằng cái tầm nhìn, cái ý nghĩa, cái vai trò của VTA nó mang lại cho chúng ta là như thế nào. Có nghĩa là chị kêu gọi mọi người rằng khi mà mình làm cái video để mình thể hiện cái niềm tin và cái tình yêu của chúng ta đối với VTA á, thì chúng ta cần phải nói rõ hơn một chút xíu nữa, chứ không chỉ đơn giản nói rằng chúng ta yêu VTA, chúng ta có niềm tin vào VTA, mà chúng ta cần phải cung cấp những bằng chứng cụ thể để mà các điều tra viên bên kia họ có được những cái thông tin cụ thể rõ ràng hơn để họ nhìn thấy rõ hơn về VTA và cái quá trình sẽ được thúc đẩy nhanh chóng hơn. Yeah. You're welcome, Inga. Eric, you want to say anything else? You want to say something else? Well, just to finish. Yeah. To explain why there is not so much activity, like for instance in Vietnam here in Europe, you know, even to get people upgrade in the beta phase, it's difficult because people here, they live comfortably, they have their job, and they don't take time to study, to understand the vision. And that's the problem here. Oh, yeah. Okay. Anh Eric, anh muốn tiếp tục cái chia sẻ của anh hồi nãy á, là lý do là ở Mỹ này hay là ở châu Âu á, mọi người không có những cái hoạt động rầm rộ giống như là ở Việt Nam hay là ở các cái cộng đồng châu Á khác. Bởi vì chúng ta phải hiểu một điều ha, là ở châu Âu á, cuộc nói chung là cũng thoải mái rồi, thành ra là thật ra khi mà mời những người mà ở châu Âu họ tham gia để mà họ nâng cấp tài khoản đó cũng không phải dễ đâu. Bởi vì nếu nói thẳng ra đó là người ta không cần tham gia để kiếm tiền, bởi vì cuộc sống của họ đã thoải mái tiện nghi sẵn. Thành ra là họ tham gia VTA với một cái tâm thức khác, một cái thái độ khác với lại
những cộng đồng khác ở châu Á, châu Phi ha. Và họ cũng ít có chịu bỏ thời gian để mà nghiên cứu tìm hiểu Vi Thay. Thành ra là Vi Thay không có phải là họ, cái cảm xúc của họ dành cho Vi Thay không có nhiều giống như là những cộng đồng châu Á của chúng ta dành cho Vi Thay. Thành ra là mọi người, anh cũng mong là mọi người thông cảm là lý do tại sao mà ở Bỉ, ở châu Âu cộng đồng Vi Thay không có thể hiện mạnh mẽ giống như chúng ta. Just one point I want to get one point across to the Vietnamese community that I forgot earlier when Inger said to us. Inger hồi nãy có kêu gọi mọi người là hãy tiếp tục thể hiện cái sự hỗ trợ của chúng ta ha, một cái sự hỗ trợ vừa mãnh liệt và vừa cụ thể rõ ràng. Và chị nói rằng là khi mà chúng ta làm điều đúng đắn, khi mà chúng ta làm điều đúng đắn và có được kết quả đúng đắn thì cái kết quả đó sẽ rất là tuyệt vời và rất là kỳ diệu ha. Đó là cái câu cuối cùng chị Inger hồi nãy có nói, mà lúc nãy mình quên dịch cái điều đó, mà khi mình quên dịch tự nhiên trong lòng cảm thấy nó thiếu một cái điều gì đó, bởi vì cái tâm tình, cái cảm xúc của chị Inger đặt vào trong cái sự chia sẻ cho chúng ta cũng giống như là cái niềm tin, cái tình cảm của chị dành cho Vi Thay cũng rất là lớn, lớn như là tình cảm của tất cả chúng ta dành cho Vi Thay vậy. Cho nên là tất cả chúng ta hãy cùng nhau, hãy nắm tay nhau và hãy cùng tất cả các anh chị quốc tế, chúng ta có thể làm được gì thêm cho Vi Thay để chứng minh được cái sự tuyệt vời, cái tầm nhìn lớn lao vĩ đại không thể mô tả được, diễn tả được về Vi Thay, thì chúng ta hãy làm ha. Và chúng ta phải làm một cách gọi là có chiến lược, có cái tầm nhìn và làm sao mà nhanh chóng đem lại cái kết quả lớn ha, hỗ trợ được các điều tra viên để mà chúng ta góp phần giải quyết cái sự vụ này được nhanh hơn ha. Thank you Eric, thank you for giving me this. We will show to all those skeptics that not Vitae was wrong. Vitae is a legitimate company, but they are wrong. Yeah. And we will show them, thanks to the help and the dynamism of Vietnam, of India and Africa, they will show the world that Vitae is completely right. Thank you. Thank you, Eric. Thank you. Thank you for trusting us, believing us, and loving us. Thank you. Anh Eric muốn bày tỏ cái tấm lòng của ảnh, cái niềm tin của ảnh dành cho cộng đồng Việt Nam và cộng đồng châu Á. Đó là những cộng đồng lớn, những cộng đồng đặc biệt đã hết sức, đã nỗ lực hết mình vì Vi Thay ha. Đã làm việc hết sức trong những ngày qua để hỗ trợ đội ngũ Vi Thay làm sáng tỏ sự vụ. Và chúng ta phải tiếp tục cùng nhau để chứng minh cho những người nghi ngờ, những người còn nghi ngờ Vi Thay, chúng ta phải tiếp tục cùng nhau làm việc để chứng minh được cho chính phủ Mỹ, cho các quan tòa, cho những điều tra viên thấy được rằng là Vi Thay là một công ty hợp pháp, Vi Thay đã mang lại những lợi ích gì cho chúng ta. Chúng ta phải làm được cái điều đó bằng hành động cụ thể của chính chúng ta, từ chúng ta. Và một lần nữa, anh gửi lời cảm ơn chân thành, tha thiết đến sự tham gia, sự hỗ trợ của tất cả chúng ta, cộng đồng Việt Nam, cộng đồng châu Á, cộng đồng Ấn Độ, cộng đồng châu Phi, về tất cả những gì mà chúng ta đã và đang làm những ngày qua để hỗ trợ đội ngũ Vi Thay giải quyết sự vụ này. Thank you, Eric. Tracy, Lars also wants to say something, please. Okay. Một khách mời nữa sẽ có lời chia sẻ với chúng ta ha. Okay, xin chào. Tên tôi là xin chào. Lars. Hello. Hi, Tracy. Hello. My name is Lars from Germany. Hello, dear Vietnamese community. Thank you very much for all the great videos. You have all shown how important it is right now to defend Vitae. Mm-hmm.
Should I go on or first one? Yeah, let me translate this. Thank okay. you. Xin chào tất cả mọi người. Đây là anh Lars đến từ nước Đức ha. Ảnh một lần nữa giống như là tất cả các anh chị ở nước ngoài đó, ảnh bày tỏ cái tấm lòng và sự ngưỡng mộ của ảnh dành cho cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. Ảnh rất là ảnh rất là ngưỡng mộ và khâm phục tất cả những gì mà chúng ta đã thể hiện thời gian qua, những cái video, tất cả những gì mà mọi người thể hiện trong video thật là tuyệt vời, đầy xúc cảm và đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết. Anh rất là ngạc nhiên khi thấy được cái khí thế hừng hực sôi sục mà cộng đồng Việt Nam chúng ta đã thể hiện thông qua các video đó. The videos have given a lot of energy and shown how wonderful every single member of VT is, and we are very grateful for that. Okay. Các anh chị quốc tế đều rất là biết ơn những gì mà anh chị em Việt Nam chúng ta đã làm được ha, những gì mà chúng ta đã thể hiện ở video rất là tuyệt vời và đã đóng góp rất nhiều cho cái quá trình làm việc của những người có trách nhiệm trong cái quá trình giải quyết sự vụ này. Và ảnh cũng góp lời cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng ta. We have put together a video especially for your community and will release the video on YouTube after the call. Chúng tôi là VT. Yes, we are VT. Yeah. Và ảnh chia sẻ rằng là sau cái cuộc gặp kêu gọi này thì sẽ có những cái video sẽ được đưa lên trên YouTube để kêu gọi, để thể hiện cái niềm tin, tình yêu của chúng ta dành cho VT ha. Và những gì mà chúng ta thể hiện đã rất là đẹp rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục làm cái điều đó để hỗ trợ cái quá trình. Thank you. Thank you, Lars. Thank you. We have friends from Africa who also wants to say something, I think. Okay. Hello, Africa. Các bạn ở Africa cũng có lời muốn chia sẻ với chúng ta nè. Yeah, thank you very much. My name is Mr. Abdullahi Seydou Bougnaba from West Africa, Ghana. I am so happy. Okay. Xin chào tất cả các bạn. Đây là anh Abdullahi Seydou Bougnaba từ Ghana. Anh rất là vui được gặp tất cả mọi người ngày hôm nay trong buổi họp Zoom ngày hôm nay ha. Anh đến từ Ghana, châu Phi. I am so happy and grateful for everybody in this beautiful platform, and also not forgetting of all the speakers, all the leaders who have shared. It has touched my heart, and I believe that we are VT. Yeah, yeah. Ảnh rất là vui và ảnh rất là biết ơn cái cơ hội mà ảnh đến được với VT, cũng giống như là gặp gỡ được tất cả mọi người trên thế giới này khi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ cái tầm nhìn, tình yêu và niềm tin của chúng ta đối với VT. Thật sự là tất cả chúng ta rất là tuyệt vời và chúng ta là một gia đình, chúng ta là VT, we are VT. So may God be with us through this journey, and we are still VT. Let's show my gratitude to everybody. May God bless everybody. See you at the talk. Bye bye. Thank you, Abdullahi. Thank you. Thank you. Ảnh thể hiện một cái niềm tin và một tình yêu rất là mãnh liệt, mọi người có thể nhìn thấy được ha. Và ảnh cầu nguyện Thượng Đế cầu nguyện Thượng Đế hãy che chở dẫn lối cho tất cả chúng ta, cũng giống như là che chở và dẫn lối cho VT vượt qua được cái hành trình đầy gian nan thử thách này. Và ảnh rất là mong muốn được có thể được giao lưu, được gặp gỡ tất cả mọi người nhiều hơn nữa ha. Thank you, Abdullah. Thank you. God bless you. God bless VT. God bless everyone. I'd like to say something to end, maybe.
Our mind is really, really strong. Yeah. We can do lots of things with our minds. Yeah. So if we are all spiritual people. Yeah. If we now focus every day, if we now focus on a free vite, yep. Our free founders, that they're free again. So just keep the faith, focus, meditate, pray, fast, whatever. We are here to stay. Yeah. Yeah. Anh Ray nói lời để kết thúc cái buổi gặp ngày hôm nay rằng anh muốn chia sẻ với mọi người rằng là cái tâm trí của chúng ta đó rất là mạnh mẽ. Ha. Chúng ta có một cái sức mạnh tinh thần, một cái sức mạnh rất là mạnh mẽ mà đến từ tâm trí của chúng ta. Khi mà chúng ta có niềm tin và chúng ta đặt cái niềm tin của chúng ta trọn vẹn vào điều đó, chúng ta tập trung tâm trí của chúng ta vào điều đó thì chúng ta có thể biến cái điều đó trở thành hiện thực. Cho nên tất cả chúng ta khi mà chúng ta hướng về VT, chúng ta đặt tấm lòng, đặt niềm tin, đặt hết tinh thần của chúng ta vào VT và chúng ta hướng tới một hình ảnh rằng VT sẽ trở lại, Mandy sẽ trở lại, Mandy sẽ được tự do. Với cái sức mạnh tập thể, với cái sức mạnh tinh thần mà chúng ta đặt vào trong đó, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Hồi nãy chị Inger cũng có nói ha, chị Cô cũng có nói rõ ràng về cái tính hợp pháp và giống như và những cái cơ sở pháp lý mà VT đã có đầy đủ để làm sáng tỏ minh oan. Thì những gì mà chị Inger chia sẻ cũng giống như những gì mà anh Reimer chia sẻ, hai cái điều đó nó cộng lại với nhau, nó kết hợp lại với nhau để làm rõ được cái điều này, đó là chúng ta phải bằng hành động của mình, chúng ta phải bằng cái niềm tin sắt đá của chúng ta phải bằng cái tinh thần vững vàng của chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được cái điều màu nhiệm đó. Anh muốn nói là như vậy đó. Thành ra là chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau, hãy hợp sức cùng nhau, hãy kết nối với nhau, hãy nắm tay nhau để chúng ta vừa kêu gọi chia sẻ vừa có hành động ha. Giống như hồi nãy anh Alas có nói là sau cái cuộc gọi này thì sẽ có một cái những cái video đưa trên YouTube để thể hiện rằng chúng ta là một gia đình, chúng ta là một cộng đồng đoàn kết và chúng ta chính là VT, VT chính là chúng ta, we are VT. Cảm ơn chị Trúc Hoàng rất là nhiều. Vâng ạ. Tony xin phép có một vài cái ý kiến với tất cả các anh chị ở cộng đồng Việt Nam và sau đó nhờ chị Trúc Hoàng tóm lược lại những cái nội dung chính để truyền tải đến các bạn quốc tế. Okay. Chào đón tất cả các cô chú anh chị, các đại sứ của cộng đồng VT Việt Nam. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tối cũng khá là đặc biệt, buổi tối cuối tuần. Hôm nay chúng ta đã được du lịch từ châu Á đến châu Âu đến châu Phi, đúng không ạ? Chúng ta được trải qua rất nhiều các quốc gia với rất nhiều những con người khác nhau, nhưng tựu chung lại đó là niềm tin và tình yêu VT. Tại sao chúng ta lại ngồi ở đây để nói về một cái câu chuyện, một cái cụm từ nó cũng rất là đơn giản thôi, đó là sự sống. Triết học của VT ra đời thì tất cả chúng ta đều biết rồi, nguyên lý vận hành, cách thức triển khai, đặc biệt là một tầm nhìn quá lớn, một cái tầm nhìn nó vượt tầm với tư duy của xã hội hiện tại mà chúng ta đang hiện hữu, đang có. Sự vụ của VT đang phải đối mặt với những vấn đề thực sự nó là một cái rào cản, mà tôi nghĩ đó là một cái thử thách của một sản phẩm thật khi chính thức được cả thế giới và được cộng đồng công nhận. Chắc chắn nó sẽ phải gặp những thử thách. Không phải ở nước Bỉ thì sẽ là ở nước khác. Nhưng ở nước Bỉ và trong giai đoạn này chúng ta thấy nó vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta chỉ cần có những cái bằng chứng để phản pháo lại những cái cáo buộc vô căn cứ của chính quyền Bỉ để làm sao cho VT của chúng ta nó là một cái dự án thực sự là tốt đẹp. Nó không phải là một dự án liên quan đến Ponzi, không phải là một dự án liên quan đến lừa đảo. Những cái thông báo mà cứ sau một ngày ấy, Tony tổng kết lên group của cộng đồng ấy, thực sự đó là những cái đúc rút từ những cái nội dung
mà Tony cũng rất may mắn được ở trong một cái group rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Thế thì sự truyền tải của những người bạn quốc tế nó khác với sự truyền tải của Tony. Đấy. Chẳng hạn là anh Raymer thôi, anh ấy là luật sư nhưng anh vẫn nhận anh là thành viên hết sức bình thường như chúng ta, đúng không ạ? Đấy, và kể cả ông Manny, kể cả ông Gai cũng vậy thôi, ông là như thế, ông bảo tôi vẫn là thành viên của VTay. Đấy, và chúng ta cũng phải biết đó là một cái vấn đề hết sức là tế nhị trong vấn đề mà phát ngôn. Và bây giờ những cái thông tin của VTay vẫn đang trong nằm kiểm, vẫn đang trong vòng kiểm soát của các luật sư và hội đồng luật sư chứ không phải cá nhân của một người nhé. Ở đó hiện tại bây giờ chúng ta đang có 5 nhân vật đang bị chính quyền bị quản thúc, thì có 5 luật sư riêng và hệ thống luật sư của công ty hợp lực với bà sale của VTay nữa. Này chúng ta thấy là tất cả mọi người đang vào cuộc và những cái thông tin này chắc chắn là chúng ta chưa được biết rồi đúng không ạ? Khi mà điều trần xong thì chắc chắn là chúng ta mới được biết. Nhưng mà toàn bộ hệ thống đang vào cuộc và làm việc rất gấp rút và khẩn trương. Ngày 2 tháng 7, phiên điều trần lần thứ nhất không diễn ra, có diễn ra buổi sáng một chút thôi nhưng mà lại hoãn để dịch chuyển hoàn toàn sang ngày 6 tháng 7. Và thực sự ngày 2 tháng 7 Tony nhận được những thông báo là chính phủ Bỉ là thực sự là ngỡ ngàng trước hơn 15.000 đơn từ các quốc gia gửi lên cái bản trưng cầu ý dân công khai, thực sự là bị choáng ngợp. Đấy. Và thực sự đó là một cái vũ khí vô cùng lợi hại để họ rời cái phiên điều trần từ ngày 2 sang ngày 6 tháng 7. Đấy. Thì Tony cũng nhận được cái luồng tư tưởng hết sức là tuyệt vời. Và Tony có viết đó là một cú knock out cực kỳ mạnh mẽ vào những lời luận tội cáo buộc vô căn cứ của chính phủ Bỉ. Họ cho chúng ta đang là bị, họ đang cho chúng ta là những người bị hại, đúng không ạ? Họ đang bảo chúng ta là người bị hại, là những người bị VTAG cáo buộc và chúng ta trở thành bị hại, chúng ta trở thành nạn nhân và chúng ta trở thành một lũ ngốc nghếch. 230 tài khoản, 230.000 tài khoản trên toàn cầu là những người ngốc nghếch đang bị VTAG lừa đảo và lừa gạt. Nhưng chúng ta lại bày tỏ những quan điểm hết sức mạnh mẽ. Chúng tôi đang nhận được cái đặc ân vô cùng tuyệt vời của VTAG. Chúng tôi đang nhận được cái nguồn năng lượng tích cực của VTAG. Và trong tương lai VTAG cho chúng tôi cả một cái tương lai vô cùng tuyệt vời. Thế thì sự trái chiều nó hoàn toàn ngược lại. Và chính phủ Bỉ và dùng luôn cả lĩnh vực truyền thông ở châu Âu, đó là Europol đúng không ạ? Đưa lên những cáo buộc như thế, hy vọng rằng những ai đã và đang là nạn nhân hãy hợp lực để cáo buộc VTAG tiếp tục. Nhưng mà trên thế giới này không có ai. Hơn 15.000 chữ ký chứng minh rằng VTAG hoàn toàn ra đời hợp pháp, nhận được một tình yêu, một cái luồng tư tưởng tuyệt vời nhất ở tất cả các quốc gia. Xin thưa với tất cả quý cô chú anh chị, ở các nước châu Âu họ đã tham gia hơn 3.000 chữ ký, thì Việt Nam, Ấn Độ và Ghana của chúng ta mới vào cuộc. Và thực sự Tony cũng rất tự hào khi chúng ta đã thể hiện được tinh thần, khi chúng ta đã thể hiện được ý chí và cái sức mạnh đoàn kết của Việt Nam. Và thực sự họ bị choáng ngợp trước phiên điều trần ngày 2 tháng 7, buộc phải dịch chuyển sang ngày 6 tháng 7. Và chính thời gian này là cái thời khắc vô cùng tuyệt vời để chúng ta tiếp tục củng cố năng lượng, củng cố sức mạnh và đặc biệt bồi tụ thêm cho cái nguồn năng lượng của VTAG nó lên cao hơn nữa, đúng không ạ? Mục tiêu của Tony đặt ra cũng như tất cả các anh chị em trên toàn thế giới yêu VTAG, chúng ta sẽ tinh tiến lên con số hơn 25.000 chữ ký và còn tiếp tục nhiều, nhiều hơn nữa. Điều đó chứng tỏ một điều rằng gì ạ? Những cái cáo buộc vô căn cứ đó, những cái cáo buộc đó họ đưa ra những cái cơ sở luận chứng để cho chúng ta bám vào để chúng ta tiếp tục kêu cứu. Nhưng mà ở đây không, chúng ta đứng lên, chúng ta bảo vệ VTAG, chúng ta bảo vệ một cái tầm nhìn vô cùng tuyệt vời, chúng ta bảo vệ tương lai của chúng ta bảo vệ một cái quy luật, một cái xu hướng vô cùng đúng ở trên thế giới này. Không phải là Tony, cũng không phải là tất cả các anh chị ở Việt Nam, không phải tất cả các đại sứ, chúng ta vô công rồi nghề, chúng ta không có việc làm, chúng ta mất công mất việc về một cái câu chuyện vô ích. Bởi vì chúng ta là người quá hiểu về VTAG. Nói vậy thôi nhưng mà thực sự ở Việt Nam, những anh chị đi trước như Tony, như tất cả các anh chị đã làm đủ mọi cách để mã hóa VTAG, giải mã VTAG như 1+1=2. Và bây giờ VTAG đã ngấm vào cơ thể của chúng ta, nó là hơi thở của chúng ta rồi. Và đó chính là một triết lý nhân sinh vô cùng tốt.
thử hỏi tất cả những cái chất lý, tất cả những cái câu chuyện thành bại ở cuộc sống này, tất cả nó ở những cái dạng nguyên lý hoặc ở những học thuyết. Khi phát triển vượt tầm 100%, đa phần bị xã hội hiện tại chê, cáo buộc hoặc ghẻ lánh hoặc là gì, cô lập. Nhưng thời gian sẽ chứng minh, đúng không ạ? Kể cả là những cái đạo, kể cả là những cái học thuyết liên quan đến đạo Phật, liên quan đến đạo, liên quan đến đạo giáo, liên quan đến Thiên Chúa giáo, liên quan đến hệ tư tưởng vượt trội so với tư tưởng mà chúng ta đang sống, thì ngay lúc đó bị dập vùi, bị bắt đi một chiều hướng khác nhau. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, đúng không ạ? Và những nhà khoa học họ phát minh, họ đã có những sáng kiến. Những cái giai đoạn, những cái con người quản lý chế độ ở giai đoạn đó không chấp nhận, không có tư duy, và thậm chí có những người chịu những kết án tử hình. Nhưng mà những cái công trình họ để lại cho thế giới này nó là vĩnh cửu, đúng không ạ? Vĩnh cửu. Thế thì vi thay của chúng ta cũng như thế. Hôm nay bạn Rao, bạn là người Ấn Độ, bạn ví von một câu chuyện, một bên là một chú sư tử và một bên là một con chó. Nó cũng mang tính chất tượng hình, nhưng mà nó hoàn toàn đúng với một cái tầm nhìn khi mà chúng ta đã là người hiểu vi thay, khi chúng ta là người đi vi thay từ những ngày đầu tiên. Nên có lẽ bây giờ chúng ta không nói quá nhiều về vi thay. Vi thay đến thời điểm bây giờ đã rất hoàn hảo trong mắt những các, trong mắt anh chị đã có mặt ở trong phòng Zoom. Vi thay là một sản phẩm tuyệt vời khi chúng ta là người được sử dụng. Vi thay không hề, không phải và 100% không phải là một mô hình Ponzi. Đặc biệt nó không phải là một mô hình ra đời để huy động vốn của tất cả các thành viên trên NLP toàn cầu. Cũng giống như những truyền thông của Việt Nam, họ có đưa ra những dự báo, nhưng họ không phải là người trong cuộc, họ không có tài khoản VTay, họ không biết VTay hoạt động như thế nào, nhưng họ vẫn cứ nói. Thế thì chính phủ Bỉ cũng gặp y hệt như trường hợp giống chúng ta thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tầm của Bỉ là cái tầm, là một cái tầm quản thúc, là một cái tầm mà họ nắm một chút hệ thống công quyền ở trong tay. Chính vì thế, giai đoạn bây giờ là giai đoạn có sự hợp lực mạnh mẽ của hệ thống luật sư của VTay và hệ thống luật sư cá nhân của những thành viên đang bị quản thúc, và một sức mạnh tuyệt vời nữa đó là tinh thần tập thể VTay trên phạm vi toàn cầu, trong đó có sức mạnh của VTay Việt Nam. Và chúng ta không cần nói nhiều nữa, chính chúng ta đang làm nên lịch sử của VTay, chính chúng ta đang tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời ở VTay. Cả thế giới đang nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ, với một cái niềm tin tuyệt đối. Và đặc biệt, chúng ta cùng với Ấn Độ, cùng với Ghana đang thiết lập đến những kỷ lục vô cùng tuyệt vời. Để đó chính là những bằng chứng sống đanh thép nhất đưa vào hồ sơ công quyền gửi đến công tố viên của VTay. Và nó sẽ đi lại hoàn toàn tất cả những cáo buộc mà họ đưa ra cho VTay ngay lúc đầu tiên họ nhận được thông tin. Đúng không ạ? Và sự việc chắc chắn sẽ được làm rõ. Càng rõ bao nhiêu thì VTay của chúng ta lại hiện nguyên hình là một gã khổng lồ bấy nhiêu. Họ càng nhìn sâu vào chiều sâu của VTay thì chắc chắn tôi nghĩ rằng họ không bao giờ từ bỏ VTay. VTay sẽ là Facebook của châu Âu, đúng như một cái thông tin mà Tony đã từng biết. Và chúng ta, Việt Nam, vẫn là một quốc gia được chọn. Chúng ta vẫn là một, là anh cả trong vô vàn những cái đứa con mà VTay đã ra đời ở các quốc gia. Vậy Tony lại tiếp tục kêu gọi tất cả các đại sứ, các thành viên của cộng đồng VTay Việt Nam, chúng ta tiếp tục dành một cái quỹ thời gian nhất định cho VTay, thể hiện niềm tin, tình yêu, bản lĩnh của chúng ta vào VTay. Và chúng ta là những người dám đi với VTay từ những ngày đầu tiên. Chúng ta đang là những người bảo vệ cái tài sản của chúng ta, bảo vệ tương lai, bảo vệ tầm nhìn của tất cả chúng ta. Và hôm nay, trong cái buổi Zoom mà chúng ta đang được nói chuyện với tất cả những người bạn quốc tế, những chữ ký vẫn tiếp tục tăng tịnh tiến theo thời gian. 22.200 rồi đến 22.232, những con số đây vẫn tiếp tục tăng. Và tôi hy vọng rằng và kỳ vọng đặt niềm tin vào Việt Nam, đặt niềm tin vào Ấn Độ, đặt niềm tin vào Ghana trước khi phiên điều trần ngày 6 tháng 7 năm 2021 diễn ra trực tiếp giữa VTAG, đội ngũ luật sư của VTAG với công tố viên của chính quyền của chính phủ Bỉ, chúng ta sẽ tịnh tiến lên 25.000 chữ ký và có thể xa hơn nữa. Trong một thời gian rất ngắn, Việt Nam, thế giới, Ấn Độ, Ghana, tất cả những con người đã chọn trái tim VTAG đang hợp lực một sức mạnh tổng lực. Và
khi vụ điều trần ngày 6 tháng 7 chính thức có kết quả, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những thông tin vô cùng tuyệt vời. Bởi khi vụ điều trần đã diễn ra thì chắc chắn sẽ có những kết luận sơ bộ, và lúc đó Việt Nam của chúng ta, Tony nghĩ rằng chúng ta xứng đáng là những quốc gia được nhận những thông tin đầu tiên của vị thầy, là quốc gia xứng đáng được nhận những thông tin đầu tiên của vị thầy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã tạo ra một cơn hiệu ứng, một cơn địa chấn rất là mạnh mẽ. Dù chúng ta làm gì, dù chúng ta làm với tâm thế như thế nào, nhưng xin thưa với tất cả quý cô chú anh chị, Tony vẫn nhớ một câu nói của chị Thảo Phương. Trong giai đoạn này chúng ta hãy giả chết để bắt quạ, đúng không ạ? Chúng ta hãy làm với một cái tâm thế, bằng một cái nội lực của mình, bằng một cái sự khao khát của mình, với một cái niềm tin và một tình yêu bất diệt, để chúng ta gửi đến vị thầy, gửi đến Mandy những cái thông điệp rõ ràng nhất. Ba mục tiêu chính mà hệ thống luật sư của vị thầy đưa ra cho toàn thế giới. Thứ nhất, yêu cầu chính phủ Bỉ nhanh chóng mở website. Đó là yêu cầu thứ nhất, bởi vì nó không liên quan. Yêu cầu thứ hai, đề nghị công tố viên phải đính chính lại những người sáng lập đến vị thầy không phải là tội phạm. Đề nghị thứ ba là vì thầy không phải là một mô hình, không phải là một dự án theo cáo buộc của họ đó là mô hình Ponzi hay là huy động vốn. Ba yêu cầu này là ba yêu cầu bức thiết nhất sẽ được chứng minh, sẽ được xoáy sâu vào những nội dung trong phiên điều trần ngày 6 tháng 7. Và hệ thống chữ ký của chúng ta, hệ thống video của chúng ta đã automatic định sẵn hết rồi, đúng không ạ? 10.000 chữ ký, 15.000 chữ ký, 25.000 chữ ký đã chạy theo một hệ thống sẵn rồi. Chúng ta có bao nhiêu thì hệ thống lập trình nó nhận bấy nhiêu, có bao nhiêu chữ ký được thể hiện bấy nhiêu, bao nhiêu chữ ký đến từ bao nhiêu quốc gia được thể hiện bấy nhiêu. Và Tony cũng thực sự khâm phục, vô cùng biết ơn các anh chị ở cộng đồng Vì Thầy Việt Nam. Trong một thời gian rất ngắn, không hơn một ngày thôi, đã có hơn 500 video, đã có hơn 500 con người nói lên tình yêu, tình yêu với VTG, tình yêu với Mandy, và số lượng video đó còn tăng nhiều hơn nữa. Còn tăng nhiều hơn nữa. Cộng đồng VTG Việt Nam sẽ tích lại những cái video thực sự để chúng ta làm tư liệu. Còn chúng ta sẽ gửi toàn bộ cái video đó vào hệ thống Telegram, và sau đó bên VTG sẽ có bộ phận hỗ trợ tư pháp sẽ thu thập tất cả các bằng chứng, hệ thống chữ ký, hệ thống video để đưa vào hồ sơ trình, đệ trình với công tố viên của Bỉ. Nên là việc của ai người đó làm. Chúng ta hiểu được nhiệm vụ, trách nhiệm của chúng ta trong giai đoạn này là chúng ta hãy làm thật tốt cái vai trò của chúng ta là một cái mắt xích tạo nên sự thành công của vị thầy. Còn hệ thống hỗ trợ pháp lý của vị thầy, họ có trách nhiệm thu thập mẫu chữ ký, thu thập video để tổng hợp thành bộ tài liệu quan trọng nhất để gửi lên hệ thống công tố viên của Bỉ, đúng không ạ? Nên bây giờ chúng ta hãy làm cái hệ thống chuyên sâu. Chúng ta hãy phát huy cao độ tinh thần và thế mạnh của chúng ta. Và ngày hôm nay là Chủ nhật, còn ngày mai là thứ hai nữa. Tony hy vọng rằng tinh thần Việt Nam lại một lần nữa phát huy. Khi nào vị thầy cần thì khi nào là khi đó có Việt Nam, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam của chúng ta, trời ơi, các bạn thử nghĩ xem, hơn 100.000 hệ thống tài sản đang ở trong cái hộp đen của VTH, đang ở trong cái website của VTH. Khi mà cái website được chính thức mở ra, hệ thống mạng xã hội này trên mạng vi toàn cầu chuẩn bị công bố miễn phí, người tham gia miễn phí cũng có tiền, thì trong cái bí mật hộp đen đang chứa dữ liệu của hơn 100.000 đại sứ, chúng ta có gì từ VTH? Đúng không ạ? Chúng ta có gì từ VTH? Đấy, nên là thực sự những ai hiểu về chiều sâu của VTH, thấy được cái giá trị vô cùng tuyệt vời của vị thầy, thì chúng ta mới thấy được những gì mà vị thầy mang lại cho chúng ta nó vô cùng lớn, thậm chí đó là niềm mơ ước cả cuộc đời chúng ta không bao giờ có. Nó là một cái món quà đặc biệt của tạo hóa dành riêng cho đất nước Việt Nam, dành riêng cho tất cả các đại sứ. Khi website của vị thầy mở ra thì không cần nói về vị thầy nữa. Khi hệ thống công tố viên của Bỉ chính thức kết luận vì thầy không phải là một mô hình Ponzi, không phải là một kênh huy động vốn, và mời những con người huyền thoại ra khỏi một cái nơi tăm tối đó, họ tiếp tục nói lên niềm tin, nói lên ý chí, nói lên khát vọng, nói lên tầm nhìn của họ, thì Việt Nam của chúng ta như thế nào các anh chị, đúng không ạ? Nên Tony thực sự mong muốn và khao khát chúng ta mạnh mẽ trong giai đoạn này.
Mặc mọi người nói thế nào chúng ta không quan trọng. Chúng ta là người trong cuộc. Chỉ chúng ta mới hiểu được chúng ta đang làm gì. Chỉ chúng ta mới biết được chúng ta là ai trong cái bức tranh của Vị Thầy. Và Vị Thầy đã tạo nên cho chúng ta những cái giá trị như thế nào. Tony không nói quá nhiều về những cái luận điểm của Vị Thầy đã đưa ra cho chúng ta. Bởi vì có lẽ ở trong phòng Zoom những đại sứ khả năng bây giờ còn nói hay hơn cả Tony nữa. Nhưng mà Tony chỉ đúc kết lại cái câu chuyện rằng Tony đang có một cái may mắn nằm trong một group nhận được những thông tin. Những thông tin của Tony đưa ra với tất cả đại sứ là những thông tin rất là chính thống. Và chúng ta hãy cố gắng thực sự đạt được hợp lực với hệ thống toàn cầu, hợp lực với hệ thống luật sư Vị Thầy, hợp lực với công ty Vị Thầy G để đạt được ba cái mục đích. Có thể tại sao chúng ta không được, tại sao chúng ta không gửi những ý nguyện mạnh mẽ lên vũ trụ rằng ngày 6 tháng 7 năm 2021 tại phiên điều trần này ba cái mục đích mà Vị Thầy G đưa ra cho toàn thể cộng đồng đó là mở website, đó là phản đối lại những cáo buộc của công tố viên Mỹ, đó là những con người huyền thoại được ra khỏi nơi tăm tối. Chúng ta có mong muốn điều đó không ạ? Chắc chắn rồi, không phải riêng gì Việt Nam mà toàn thể Vị Thầy toàn cầu đang mong muốn điều đó. Và cả thế giới đang nhìn vào Việt Nam, đang nhìn vào Ấn Độ, đang nhìn vào châu Phi, bởi vì ở đó có nhiều thành viên, có nhiều đại sứ nhất ở giai đoạn hiện tại. Và chúng ta có cam kết làm điều đó mà Tony chắc chắn là chúng ta sẽ làm được điều đó. Chắc chắn là chúng ta sẽ lấy chọn Vị Thầy về cho chúng ta, sẽ cùng với Vị Thầy toàn cầu giành lại chiến thắng, giành lại công lý cho Vị Thầy, giành lại tất cả niềm tin mà chúng ta đã gửi chọn vào Vị Thầy và sẽ quay lại chứng minh với bạn bè thế giới, chứng minh với công tố viên của Bỉ, họ đang sở hữu một kho báu ở trong tay. Bây giờ họ vận hành như thế nào? Họ có tiếp tục bắt tay với Manly để công bố trên phạm vi toàn cầu hay không? Họ quyết định sở hữu trí tuệ tuyệt vời mà công dân của họ đang sở hữu hay không? Hay là họ lựa chọn như thế nào, đúng không ạ? Đúng là các bạn quốc tế cũng đã nói rồi. Không phải đơn thuần mà chúng ta hiểu được Vị Thầy. Không phải là một hai ngày chúng ta hiểu được Vị Thầy. Đúng không ạ? Nên là chúng ta hiểu được Vị Thầy thì hệ thống công tố viên chính quyền Bỉ cũng phải có một thời gian để hiểu về Vị Thầy. Cái cơ bản nhất họ cáo buộc, họ làm cơ sở để chúng ta bấu víu vào họ để quay lại phản pháo Vị Thầy, nhưng chúng ta lại không làm điều đó bởi vì chúng ta nhận thức được Vị Thầy thực sự là một con hổ chứ không phải Vị Thầy thực sự là một con chó, đúng không ạ? Một hình ảnh ví von rất là tuyệt vời. Cảm ơn cộng đồng và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị. Tony tin chắc rằng niềm tin của tất cả các cô chú anh chị đã ngấm vào máu, đã ở trong huyết quản, đã trong hơi thở của Vị Thầy rồi. Bây giờ chúng ta hãy hành động với Vị Thầy. Giai đoạn này chúng ta thể hiện tinh thần niềm tin vào Vị Thầy để làm sao Vị Thầy cho chúng ta những cái trái ngọt, bởi vì chúng ta đã gái có công rồi, đúng không ạ? Thì Vị Thầy sẽ không bao giờ phụ chúng ta đâu. Đúng như ngạn ngữ Việt Nam có nói, cái có công thì chồng không quản phụ, đúng không ạ? Và chúng ta đang làm điều đó rất tốt. Đêm hôm nay, ngày mai chúng ta tiếp tục hợp lực để hoàn thiện 25.000 chữ ký, và Tony tin chắc rằng chúng ta làm được, 100% chúng ta làm được, để trước ngày 6 tháng 7 năm 2021, hệ thống automatic tổng hợp có bao nhiêu chữ ký được đặt trước hồ sơ pháp lý của hệ thống công tố viên, bao nhiêu video gửi lên Telegram, bộ phận hỗ trợ pháp lý của Vị Thầy cũng đặt trước hồ sơ pháp lý của công tố viên Bỉ. Và đến lúc đó, mong muốn ba cái nhiệm vụ trước mắt của chúng ta sẽ được giải quyết. Tony tin chắc là như thế, bởi vì Vị Thầy là chính nghĩa, Vị Thầy là một con đường tuyệt vời nhất mà chúng ta đã từng được biết. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe cái buổi Zoom cũng khá là đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta đã đi từ châu Âu sang tận châu Phi, sang tận châu Á, và chúng ta vòng lại Việt Nam để nói một cái tinh thần Việt Nam với các bạn bè quốc tế. Và chị Trúc Hoàng có thể là tóm lược ý của em để gửi những cái thông điệp của Việt Nam mạnh mẽ nhất đến những người bạn quốc tế. Cảm ơn chị và I'm going to make it short so that our international friends can understand briefly what Tony has said to the Vietnamese community. Hello, everyone. We are from all corners of the world. We speak different languages. But today we are in this special meeting together
on a weekend day. This shows our love, our trust, our belief, our power. We all see that Vitae is encountering a lot of challenges. However, the Belgian government was amazed at what the Vitae community around the world has been doing to prove, to show that Vitae is great, is wonderful. We appreciate all your participation. We know that Mandy, Guy, Raymer, Inga, and everyone else, you are wonderful people. And we understand that we are really modest because you hide yourself from us and you say that you are normal people, you are regular Vitae members like everyone else. we learn a lot from you. And it is really interesting to see that the Belgium government was surprised at what we have been doing so far. And it turns out that the reality is different from what they thought. They thought that we are victims, we are used by Vitae, but it turns out that the Belgium government, the court, the police, the investigators are actually making us victims, not Vitae, because we cannot work with Vitae anymore. We cannot make money from Vitae anymore because they shut down our platform. there were 3,000 signatures from Europe before the Vietnamese Vitae community participated in the campaign. And so far we have been making like a miracle. And Tony is making a call together with our international members, our international family members, so that everyone, every Vitae member will continue to work together so that we can prove that Vitae is unique, Vitae is perfect, Vitae is wonderful, and Vitae is actually a giant, a real lion. And the presentation from Brashan is really interesting, the story of the dog and the lion. And we strongly want that Vitae social media platform will be back online as soon as possible. And we need the Belgium government, the court, the judges to justify that our founders are not criminals. And Vitae is not a Ponzi system. Vitae is not a scam. Vitae is not a pyramid. Vitae is actually a legend. And Vitae members are legendary people, legendary warriors. We are fighting for global prosperity. We are fighting for a global family. And together we will send our wish, we will send our focus to the universe so that we will have Vitae back as soon as possible. That is everything that Tony has just shared with us. And he, he is making a strong call to everyone, not only in Vietnam, but also in the world, from Europe, from other countries. And he also showed his love, expressed his love to India, to Ghana, to Belgium, to Germany. We are one. We are Vitae. We are a family. Thank you, everybody. Vâng ạ, xin quý cộng đồng chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật là lớn để thay cho lời cảm ơn dành cho các vị khách mời chúng ta, chị Trúc Hoàng và thuyền trưởng Tô Yên Bùi ạ. Dạ, những cái thông tin được truyền tải từ các vị khách mời đã được chị Trúc Hoàng phiên dịch lại rất là dễ nghe và dễ hiểu đúng không ạ? Và em cũng cảm nhận được rằng là từng câu nói của chị đã chạm được đến trái tim của những người nghe. Và cảm ơn chị Trúc Hoàng đã phiên dịch lại những gì thuyền trưởng đã truyền tải đến cộng đồng
cho cộng đồng Vi Thầy Thế Giới. Và em cũng thay mặt cộng đồng Vi Thầy Việt Nam một lần nữa cảm ơn chị Thúc Hoàng đã luôn song hành cùng với cộng đồng Vi Thầy Việt Nam, và xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời tối ngày hôm nay, những vị khách mời đến từ các quốc gia khác nhau, đúng không ạ, những châu lục khác nhau trên thế giới, và họ đã có những thông tin về Vi Thầy vô cùng tích cực, những cái ý kiến cá nhân cũng vô cùng tích cực, đúng không ạ. Những thông tin đó, những ý kiến đó cũng đã củng cố thêm cái niềm tin về Vi Thầy cho cộng đồng trên toàn thế giới rất là nhiều, đúng không ạ. Và em cũng rất là ấn tượng với hình ảnh ví von của leader Ấn Độ về tầm nhìn của một người bình thường và tầm nhìn của ngài Mendy qua hình ảnh một con hổ và một con chó, đúng không ạ, rất là thú vị thực tế, đúng không ạ. Và kính thưa quý cô chú và anh chị, thì tối ngày hôm nay chúng ta cũng đã được nghe những cái thông tin rất là hay, rất tích cực, rất là sâu sắc từ các vị khách mời rồi. Và chúng ta là những đại sứ của Vi Thầy thì chúng ta hãy vững tin vào những gì mà công ty Vi Thầy AG đang làm cho chúng ta, và chúng ta hãy đóng góp cái công sức nhỏ bé của mình bằng cái việc ký tên và chúng ta làm những cái video nói lên cái tình yêu với Vi Thầy. Và lần điều trần thứ hai sắp tới cũng vô cùng quan trọng đối với Vi Thầy, và khi cộng đồng chúng ta mạnh mẽ cùng nhau góp lên cái tiếng nói và cùng nhau thể hiện cái niềm tin yêu Vi Thầy bằng những cái chữ ký hay những cái video, thì Vi Thầy chắc chắn sẽ được minh oan, và đó cũng chính là cái bằng chứng phản pháo lại những cái cáo buộc và những luận điểm vô căn cứ của chính phủ Bỉ dành cho Vi Thầy. Và với những thông tin chia sẻ được nhận được tối ngày hôm nay, thì một lần nữa khẳng định lại một niềm tin vững mạnh hơn nữa về một mạng xã hội phân quyền Vi Thầy, và Vi Thầy hoàn toàn có đầy đủ những cơ sở để có thể vượt qua được cái khó khăn thử thách này, đúng không ạ. Và chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau, chúng ta hãy quyết tâm bám sát mục tiêu là 25.000 chữ ký, đúng không ạ. Và cộng đồng Vi Thầy Việt Nam của chúng ta đang làm rất là tốt, em thực sự cảm thấy rất là cảm động và rất là tự hào luôn đấy ạ. Và đó cũng chính là cái lời cảm ơn dành cho đến ngài, dành cho ngài Mendy, và cảm ơn dành cho công ty Vi Thầy AG. Và đó cũng chính là gì ạ, đúng chính là tương lai thịnh vượng chúng ta, nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa nhé. Và hiện tại cũng khá là muộn rồi, thì em cũng xin phép được kết thúc Zoom tại đây, và cảm ơn quý cộng đồng đã nán lại trong phòng Zoom đến tận bây giờ, và chúc quý cộng đồng có giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại trong những buổi Zoom tiếp theo ạ. Okay. So let's work together so that we will reach the number 25,000 signatures before the next court, and we can even go further, exceed that number. That is what we are trying to work out. Okay. Yeah. We completely trust in what we are doing, and we will have our family back. We will have our Vita back. We will have our founders back, and we will be stronger, brighter. Yes, we need to show the judge, the court, the police that they're wrong. Mendy, Schrager, the founders, Vita AG, they're not criminals. They're just willing to put an enormous, ambitious project in the world to grow global prosperity. And to give people the freedom of speech that we all need. Right. The freedom of speech. That is the unique point that only Vitae has it. Yeah, right. Thank you, Raymer. Thank you, everybody. Thank you, Prashan. Thank you, Inga. Thank you, Lars. Thank you, Eric. We send our love to all of you. Thank you. See you again soon. Thank you. Thank you. Khoan chịu rời đi ạ. Chị Phương có ý kiến gì không? Dạ, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Quá tuyệt vời. Rất là nhiều ạ. Chào Phương, quá tuyệt vời.